shining like a diamond. I see people watching, perfect hourglass timing. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. Xin chào, mình là Thích Trang và tuần này thì chúng mình sẽ đi hâm buộc với nhau. Mình không biết bắt đầu cái vlog này từ đâu cả. Và bây giờ thì mình đang ngồi xếp đồ để đi hâm buộc ngày mai là mình đi rồi. Thế nên là mình sẽ bắt đầu vlog từ hôm nay luôn. Mình sẽ quay cho lúc mình xếp đồ cùng mọi người. Quần áo thì mình đã xếp xong rồi và mọi người cũng sẽ nhìn thấy các outfit của mình trong suốt chuyến đi ấy. Thế nên là mình nghĩ mình sẽ không xếp quần áo nữa. Mình sẽ không show cho mọi người xem quần áo nữa, mà mình sẽ show cho mọi người xem what's in my bag. Dạo này mình rất thích xem what's in my bag ở trên YouTube. Thế nên là mình sẽ làm một cái what's in my bag. Đây là cái túi mình mang theo hàng ngày trong lúc mình sẽ đi chơi đấy. Và một cái what's in my skincare bag nữa. Mình rất là đam mê cái túi skincare bag này của mình, nên là mình muốn show cho mọi người tất cả những items mà mình có trong này. Routine skincare của mình, skincare routine của mình. Thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hai chiếc túi này nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ bắt đầu với cái túi này của mình đi. Cái túi này thì mọi người hỏi rất là nhiều trong các cái ảnh của mình mặc cùng với cái túi này ấy. Nhưng mà cái túi này mình mua vintage và mình mua ở cái chợ đồ cũ ở Augsburg cách đấy rất là lâu rồi. Và chính vì thế nên là kiểu mọi người mà nhìn gần ấy thì thấy cái da của nó cũng hơi sờn rồi, nhưng mà cái màu nó rất là đẹp và nó không có họa tiết gì hết, nó trơn hoàn toàn, chỉ có một chút họa tiết ở trên cái quai vai này thôi. Thế nên là trông nó không bị cũ và trông nó rất là kiểu minimal ấy, xinh đẹp. Đấy, thì ở bên trong này mình có một cái bờm. Một cái bờm, tại vì là mình có rất nhiều tóc con, mọi người thấy rồi trong các video trước, mọi người kiểu theo mình là kiểu tóc con mình cứ chổng lên ấy. Nên mình cũng đã mua một cái bờm để mình đeo. Tiếp theo là mình có xịt sát khuẩn tay. Cái này thì nó là kiểu cồn thôi, không có gì hết. Mình không thích những cái gel rửa tay ấy, vì mình thấy nó rất là dính tay và thỉnh thoảng còn kỳ ra ghét nữa. Nên là mình không thích lắm, nên mình thích cái này thôi. Đây là cồn và mình kiểu xịt như này, xịt được cả điện thoại, được cả những cái tay nắm cầm mà mình sẽ kiểu cầm vào lúc đi siêu thị chẳng hạn ấy. Đấy, rất là tiện. Và một cái xịt nữa, nhưng mà cái này là xịt khoáng của Aven. Cái tia của nó rất là mịn như một màn xương vậy. Tiếp theo nữa thì mình có một cái AirPod 2, một hộp kẹo ngậm cái này. Tại vì bây giờ ở Đức mình nghĩ là đang chuyển mùa rồi. Thời tiết dạo này rất là mưa và khá là lạnh, tầm 15 đến 17 độ. Thế nên là mình phải mua cái này vì mình rất là hay bị ốm, bị mũi, bị họng lúc mà chuyển mùa ấy. Nên là mình đặt cái này. Này là hôn ních với cả một cái hoa gì đó, hai thỏi son, một cái là Dior Arctic Lip Tattoo và cái còn lại là Sephora màu 25. Một cái ví của mình đây cũng là màu đỏ luôn. Mình rất thích những cái túi ví màu đỏ, màu nâu, màu cả mận mận ấy. Thì cái này là màu đỏ. Mình nghĩ là cầm ví đỏ sẽ rất là may mắn và cho kiểu mọi thứ tiền bạc các thứ, nên là mình dùng cái ví đỏ này phải được hơn 2 năm, gần 3 năm rồi. Cái này là mọi người hỏi rất nhiều, nhưng mà cái ví này là mình cũng mua vintage luôn. Túi với ví của mình luôn luôn mua vintage. Mình có một cái kem tay. Cái kem tay này là của L'Occitane. Đây là mùa mình thích nhất. Mình đi mua lại rất nhiều lần rồi. Và mình còn có cả chai body cũng mùi như này nữa. Mình rất thích mùi này. Mùi này nó kiểu nhẹ nhàng, nó kiểu hơi kiểu nước hoa một chút ấy. Đấy. Xong rồi, ở đây mình có cả một cái bút nữa. Tại vì là đi đâu cũng phải điền những cái kiểu thông tin cá nhân trước khi vào cửa hàng này. Xong rồi là điền đơn xét nghiệm corona này, điền các thứ các kiểu. Nên là mình cũng đã mang theo một cái bút như này. Ở đây mình có một cái son dưỡng. Mình đang thử cái son dưỡng này xem là có thích không. Mình mới mua cái này hôm qua thôi. Bởi vì mình dùng Comex trong một thời gian rất dài rồi. Mình đang kiểu tò mò xem là không biết có loại son dưỡng nào mình thích nữa không, nên mình đang thử cái này. Lọ thuốc nhỏ mắt hết rồi đấy. Còn hai cái này nữa, hai cái này là hai cái nước hoa mini size. Đây là cái mùi mình rất thích của Valentino, mùi Donna. Và một cái này thì là mình mới phát hiện ra, cái này mình mua mỹ phẩm hay sao ấy, thế mình được tặng sample. Thì cái này là của hãng Aqua Colonia, mùi Blood Orange and Basil. Cái này nếu bạn nào thích cái mùi mà nó cam quýt ấy thì mọi người rất là thích cái này. Hết rồi, đấy là toàn bộ cái túi này của mình. Sorry mọi người, mà mình nó vừa mới bị hết pin giữa chừng, thế nên là mình phải
di chuyển ra đây để cắm sạc. Thì chúng mình sẽ tiếp tục với cái túi này, mình sẽ giới thiệu cho mọi người từ theo cái trình tự skincare của mình nhá. Thì đầu tiên sẽ là sữa rửa mặt, đây là sữa rửa mặt của Paula Choice. Tiếp theo sẽ là cái mặt nạ này, kiểu trong các cái lúc mà mình đi chơi, đi du lịch mà kiểu nghỉ dưỡng một chút ý, thì mình rất là thích mang mặt nạ theo. Và nhất là dạo này kiểu ở nhà xong rồi mình cũng thi các thứ gần xong hết rồi, nó cũng chill hơn rất là nhiều. Mình bắt đầu kiểu đam mê đắp mặt nạ. Và mình đắp cái này một tuần từ 1 đến 2 lần. Cái mask này thì có bột matcha này, có đất sét kaolin và đất sét biển. Thì như mọi người biết rồi, bột matcha nó có rất là nhiều cái chất chống oxy hóa, và thêm vào đấy là cái chất tannin, nó cũng hỗ trợ rất là nhiều trong cái việc mà làm thu nhỏ cái lỗ chân lông của mình ấy. Và đất sét kaolin và đất sét biển thì sẽ giúp cung cấp khoáng chất cho da. Đấy, thế nên là về cái thành phần chính của cái clay mask này là mình rất là thích. Và thứ hai nữa là cái cảm nhận ở trên da ấy, thì là cái chất mask này nó rất là mềm và rất là dễ tán, chứ nó không bị kiểu bết cục như là những cái clay mask khác. Và mùi rất là thơm, kiểu trong này ấy, nó còn có những cái bã trà ấy mọi người, những cái lá trà xay ở trong này này. Thế nên là lúc mà mình bôi lên mặt mình cảm thấy nó vừa mở ra thấy rất là thơm ấy. Cái mùi trà xanh này nó rất là dễ chịu, nó không hề bị hắc một chút nào. Nó khiến cho mình kiểu ngửi một cái nó đã thư giãn rồi ấy. Nó là mùi kiểu trà xanh sữa ấy mọi người. Và đắp cái này xong thì da vẫn rất là ẩm mịn, không bị khô căng và rít như là nhiều cái loại đất mặt nạ đất sét khác. Thế nên là mình thấy cái này rất là ok. Và nó còn rẻ nữa chứ, nó chỉ có bao nhiêu? 200.000 thôi cho một cái hũ lớn như thế này. Và mỗi tuần mình chỉ đắp 1 đến 2 lần thôi. Thế nên là mình nghĩ nó cũng phải được tầm 3 đến 4 tháng trong một cái hũ như này, cho cái trải nghiệm nó mà đã sung sướng. Mình phải mang cái này theo để mình cho Laura với cả chị Chuối đắp thử. Ok, tiếp theo, moving on, sản tiếp theo đấy là cái mandelic acid 5%. Cái này thì mình đã giới thiệu ở một cái video trước của mình rồi sao ấy. Thì là exfoliating water hoặc là toner, tẩy tế bào chết hóa học nhẹ nhàng cho da. Một cái serum mới. Cái này là lần đầu tiên mình dùng vitamin C trong cái cuộc đời này của mình, trong cuộc đời skincare của mình. Và lý do là tại sao? Tại vì là trong một vài cái clip trước ấy, có rất nhiều bạn để ý và nói với mình là tại sao mà cái vùng trán của mình ấy nó tối màu hẳn hơn so với mặt của mình. Thì mình mới xem lại mình thấy là đúng thế thật, kiểu mình không biết là mình cháy nắng kiểu gì mà cái vùng trán của mình nó như kiểu là mọi người tạo khối xong mọi người không tán ra ấy, kiểu chân nhìn nó buồn cười kinh khủng ấy. Thế nên là mình đã nghĩ cách để kiểu làm cho nó sáng đồng đều với màu da mặt của mình ấy. Thế nhưng mà mình dùng AHA các thứ từ trước đến nay, mình luôn luôn dùng AHA để làm giảm thâm rồi các thứ ấy cho mụn biếc của mình, nhưng mà nó không ăn thua. Thế nên là mình muốn thử vitamin C. Thì mình đã dùng cái này được chắc cũng được hơn 2 tuần rồi. Thì mọi người thấy là cái vùng trán của mình, mặc dù nó vẫn hơi tối tối một chút, nhưng mà nó đã đều màu với cái vùng ở dưới này khá là đều rồi. Thế nên mình thấy là nó có hiệu quả rất là tốt ở trên da của mình. Này thì là của một hãng tên là It Skin, và cái tên của nó thì là VC Effecto. Mình sẽ để tên đầy đủ của nó trên màn hình cho mọi người nhé. Thì nói chung là cái công dụng chính của cái em serum này là giúp cho da đều màu này, trắng sáng và hỗ trợ làm thu nhỏ lỗ chân lông. Và ngoài cái serum VC này thì It Skin còn rất nhiều những cái loại serum khác giúp khắc phục từng vấn đề một của làn da. Thì mình thấy là cái việc mà làm đều màu da và làm trắng sáng da ấy, thì mình có thể kiểm chứng được rồi. Mình thấy là da của mình đều màu hơn rất là nhiều và nó cũng sáng lên nữa. Còn cái khắc phục lỗ chân lông thì thật sự là mình cũng không biết được, tại vì là lỗ chân lông của mình từ trước đến nay nó kiểu khá là nhỏ ấy. Thế nên là về công dụng đấy chắc là mọi người phải tự test xem là nó có ok không. Thế nhưng mà mình xem review trước khi mà mình quyết định mua ấy, thì mình thấy là tất cả các review đều khen cái này rất là tốt. Và về bảng thành phần thì cái thành phần chính của nó là vitamin C, và đúng hơn là cái dẫn xuất của nó. Mình cái tên nó khá là dài, sẽ để ở đây nhá. Thì cái dẫn xuất này, cái đặc tính của nó là nhẹ dịu và tan trong dầu. Mọi người biết là trong mỗi một cái lỗ chân lông của chúng mình thì đều có cái dầu tự nhiên của cái da của mình ấy. Thế nên là nếu mà nó tan được trong dầu ấy, tức là nó có thể thấm được vào từng cái lỗ chân lông của mình, và như thế thì cái khả năng thẩm thấu của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và khi mà nó đã thấm vào da nhanh hơn ấy, thì cái khả năng oxy hóa của nó cũng sẽ thấp hơn. Và khi mà kiểu nó cứ ở trên da của mình ấy mà nó không thấm được thì nó sẽ bị oxy hóa hết và nó sẽ không có tác dụng gì cả. Thế nhưng mà nếu mà nó thấm được vào càng nhanh thì nó sẽ càng có hiệu quả tốt hơn và nhiều hơn. Đấy, mình thấy về thành phần thì cái này cũng là vitamin C, nhưng mà cái dẫn xuất của nó khiến cho nó có tác dụng rất là tốt và tốt hơn những cái sản phẩm vitamin C trong thị trường hiện nay ấy. Đấy, thế nên là mình thấy rất là ok. Còn hai sản phẩm nữa, đấy là cái dưỡng ẩm của mình, Vitamin Tree Water Gel. Mình đã nói với mọi người cái này từ video trước rồi, review chi tiết mọi người thể xem ở video trước. Đây là mình đang dùng em này, và
dành cho kem chống nắng thì mình có cái này là Neogen Dermalogy. Cái này mình thấy đang quảng cáo rất là rầm rộ và mình mua skincare ở đâu người ta cũng tặng thêm sample em này. Thế nên là mình đã mua một chai full size sau khi mình dùng cái sample này. Mọi người nhìn thấy cái packaging của nó kiểu kim loại và nó kiểu bóng bóng lên như này ấy. Thì lúc mà mình bôi em kem chống nắng này xong mặt mình bóng y hệt như thế luôn ý. Kiểu robot ấy mọi người. Thế nên mình thấy cái này rất là hay, nó khiến cho da mặt mình rất là bóng. Đấy, hết rồi. Hết hai cái túi của mình rồi. Đây là hai cái túi thú vị nhất trong cái việc pack đồ của mình. Thế là mình đã pack đồ xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối và sẽ nghỉ ngơi sớm. Và ngày mai thì 9:30 là mình đã phải có mặt ở ngoài Hauptbahnhof để bắt đầu đi rồi. Và chuyến đi này sẽ kéo dài tầm 3 tiếng rưỡi và mình thì rất là hay bị say xe nên mình không biết mình có quay cho mọi người trong lúc mình đi không. Ok, hẹn gặp lại mọi người ngày mai ở Hamburg. Mọi người, mình với các chị Trứ vừa mới đến phòng khách sạn xong thì đây là một chiếc room tour. Đây là cửa ra vào này, đây là gương chụp outfit. Xong rồi đi vào trong này thì mình có tivi, có giường ngủ, rất là xinh, hiện đại hơn cái lần trước. Một chai nước và ngoài này là view ra hồ ở ngoài kia. Mở cửa ra rất là mát. Mình xem phòng vệ sinh nhé. Ôi, chúng mình có một cái ba nhỏ ở đây, quầy ba nhỏ. Và trong này có một cái quần tắm trông rất là điệu, trông rất là xinh ở đây. Còn trong này là để tắm đứng. Nơi ở đầu tiên của bọn mình ở Hamburg là Hotel Meridian. Hotel này thì có giá tầm 250 euro một đêm và ở đây thì khá là đầy đủ tiện ích, có hồ bơi này, có sauna, massage, có phòng gym, có restaurant và có bar ở trên rooftop. Nhưng mà mọi thứ thì đều ở cái size kiểu vừa thôi. Ví dụ như mọi người có thể nhìn thấy cái hồ bơi này thì cái size của nó cũng khá là nhỏ. Should we order it now? Mình có một ước muốn, đấy là được order dịch vụ phòng một lần trong đời. Thế nên là bây giờ mình đã làm điều đấy. Trong lúc mà mình đợi đồ ăn lên thì bọn mình định là sẽ đắp mặt các thứ. Nhưng mà sau bọn mình lại ngồi nói chuyện linh tinh, xong rồi ngồi chọn đồ ăn, xong rồi ngồi xem YouTube. Xong rồi lúc mà bọn mình đi đến cái công đoạn đắp mặt ý, thì người ta đã mang đồ ăn đến rồi. Thế nên bọn mình không đắp mặt kịp. Buổi tối thì bọn mình đi lên trên rooftop để uống cocktail với nhau. Ở trên này thì không gian rất là rộng và đẹp. Mọi người có thể ngồi phía bên ngoài để ngắm được view hồ, hoặc là ngồi phía bên trong thì có thể ngắm được cái view quầy bar rất là xinh, ngắm bartender làm nước các thứ. Ở đây bọn mình đã tìm ra được một loại cocktail rất là ngon tên là cucumber cái gì đấy. Nói chung nó là dưa chuột và thì là. Nghe thì có vẻ khá là dị nhưng mà uống nó kiểu rất là fresh và rất là ngon luôn ý. Bọn mình đã uống tận 4-5 cốc gì đấy, thế nên là mọi người rất rất nên thử nếu mọi người có đến đây.
Dann morgen. Sau khi ăn sáng xong thì bọn mình check out để di chuyển đến một cái địa điểm thứ hai bọn mình ở Hamburg, đấy là một cái Airbnb. Và mình vừa mới check out khỏi khách sạn để check in vào Airbnb. Thế nhưng mà mình cái bạn chủ Airbnb bạn để cho bọn mình chìa khóa ở trong một cái postfach và kiểu có nhập code để khóa lại ấy. Thế nhưng mà cái code đấy, cái postfach này nó bị hỏng. Thế nên là bọn mình đang phải liên lạc để sửa nó để mở được ra vào nhà. Cũng là tháng cố hôn, không có cái gì nó được như ý cả. Và ở Hamburg thời tiết rất là lạnh luôn ấy. Mặc dù trời như này là đẹp rồi, mình rất vui vì nó không mưa. Thế nhưng mà nó khá là lạnh, chỉ có 17 độ thôi. Hy vọng là tí nữa muộn dự vào trưa thì nó sẽ nắng hơn, nó sẽ ấm áp hơn. Thành phố cảng rất là gió, cho đứng đợi thôi. Vì thời gian chờ đợi lâu hơn dự kiến, thế nên là bọn mình đã phải đi vào trong một cái quán cà phê để ăn sáng lần thứ hai trong ngày. In my world, I don't worry darling, just smile, cause you're by my side. Sau một tiếng rưỡi chờ đợi thì cuối cùng cái khóa đấy vẫn không thể được mở ra. Thế nên là bọn mình đã phải đến trước cửa nhà Airbnb của bọn mình và đợi cái một chị bạn của cái anh chủ Airbnb mang chìa khóa đến cho bọn mình. Ở đây bọn mình tiếp tục đợi thêm nửa tiếng nữa. Ok, bọn mình mới vào nhà xong thì đây là cái cửa chính. Xong rồi đi vào sẽ có nhà vệ sinh và có hai phòng như thế này. Thì bên này là phòng ngủ, bên này là phòng ăn và phòng khách. Bên này chúng mình có một cái giường rất là xinh. Mình thực ra mình thích không gian của cái Airbnb này hơn là cái hotel, trong nó ấm cúng hơn ấy. Thì đây có giường, có một cái tủ rửa giường bên đây, cái đèn rất là xinh. Đó, xong rồi là mình có một cái ghế ở đây và một cái gương rất to. OOTV. Xong rồi ở đây chúng mình có cửa sổ. Đây là hướng ra ban công, có ghế ngồi ngoài kia thì chúng mình sẽ ra đấy sau. Và bên này thì không có ban công. Sẽ đi sang phòng bên kia. Bên này thì bọn mình có sofa, Laura sẽ ngủ ở đây. Ở ngoài này thì bọn mình có một cái ban công để ngồi, trông khá là chill. Trong này là phòng bếp, có bàn ăn này và bếp để tự nấu ăn. Me like. You said come right on over. I could not wait to show you. I cherish all your lies. And after all this time, feeling fine. Cause you said this is all you want. No more playing. Sau khi fresh up xong thì bọn mình đi vào trong trung tâm thành phố Hamburg để đi dạo phố. Drop your worries, pick up on this fine street.
Nếu mọi người hay xem vlog của mình hàng ngày ấy, thì mọi người sẽ thấy được sự khác biệt giữa các thành phố ở Đức nó rất là rõ rệt ý. Kiểu như là ở Darmstadt thì nó yên bình và nó thưa người hơn, và ở đây thì nó kiểu cực kỳ đông đúc luôn. Mọi người ở trên phố thì mình cảm thấy là ở Hamburg mọi người mang lại một cái vibe rất là put together, trông ai cũng rất là kiểu trưởng thành, thành đạt, ăn mặc đẹp đẽ, sang chảnh. Còn ở Berlin, như mọi người nhìn thấy ở những cái video trước ấy, thì cái style chủ yếu mình bắt gặp ở trên đường sẽ là những cái người trẻ mà trông rất là hippie, phóng khoáng. Chụp ảnh ở trên cây cầu thì em có một bạn nhận ra mình, xong bạn ấy ra chụp ảnh với mình, và đây là ảnh của bọn mình. Old maps and tchotchkes photographs said this and that. I'll write myself a letter so that I'll remember all. What if I don't hold on to this red string? Can't retrace my old steps, the songs I used to sing. If the birds all eat my breadcrumbs, how will I know who I was? Call me the sentimental type, nostalgic, but I have to prove that I was here. What if I forget that I was here? I can't forget that I was here. Mình đi lên quanh mua sắm một đoạn nữa thì lại gặp hai bạn nữa. Hai bạn này đến từ Frankfurt và München, nhưng mà lần này thì mình không tìm được ảnh các bạn ấy tag mình, nên là mình không có ảnh. We talk about when we get together. Some like to dance, some like to sing. Some spend the whole day laughing the clouds away. Bowling for dollars, the art museum, prehistoric dinosaurs, love to see them. A movie, a bike ride, a long walk, staying up late, having late night talks. All of my friends. Mua sắm xong thì bọn mình tranh thủ đi chợ, bởi vì ngày mai là chủ nhật và ngày mai thì mình muốn nấu ăn ở nhà. Hamburg lần này thì mình muốn chia thành hai video. Video đầu tiên thì sẽ là trải nghiệm du lịch hơi sang chảnh một chút, và video thứ hai sẽ là trải nghiệm du lịch với low budget. Thế nên là ở video đầu tiên ý, thì mình muốn đưa mọi người đến một cái nhà hàng để ăn ngon ngon một chút. Thì đây là nhà hàng mà mình đã book được. Hầu hết các nhà hàng mà xịn sò ở Hamburg thì đều phải book trước gần một tháng. Thế nên là bọn mình chỉ book được cái này thôi. Nhà hàng này thì tên là Area, ở trên đường Hohe Bleichen 10.
Ở đây thì mình thấy là có hàu sống với cả món salad tôm rất là ngon. Phục vụ ở đây cũng rất là ok nữa. Mọi người kiểu rất là để ý thái độ của khách hàng ấy. Bọn mình chỉ đợi hơi lâu một chút hơn với bình thường thôi mà đã được bù cho 3 ly cocktail dứa rất là ngon rồi. Admit that I made a mess here. Yeah, I made a mess here. Well, I made a mess here. Oh, I made a mess here. Và bữa tối này cũng kết lại phần 1 của trip Hamburg của bọn mình. Hẹn gặp lại mọi người trong phần 2 du lịch low budget ở Hamburg với rất nhiều những trải nghiệm thú vị nữa. Ok, hẹn gặp lại tuần sau. Bye bye.